biết vì sao gọi là cái tàu không số không? Là mỗi tàu đều có số của nó hết cả. Đó chưa? Nhớ chưa? Nhưng mà để đảm bảo cái yêu cầu bí mật, ngụy trang che mắt địch, nhớ không? Như vậy tức là trên tàu có rất nhiều số, qua mỗi vùng biển là một số, khi gặp được ở đây thì một số, nhưng mà đến chỗ khác là một số. Cùng với cái số đó là trên tàu á có rất nhiều cờ. Ví dụ ta đến chỗ Đài Loan, ta có Đài Loan, ta qua Philippines ta có Philippines. Như vậy tức là tất cả mọi cái đó nhằm vào cái việc để che mắt địch. Về hành động cụ thể thì khi mà ta đi vào luồng tàu vận tải thì cái tàu nó trở thành tàu vận tải. Nhưng khi ta đi vào luồng tàu của tàu dâu thì cái tàu nó trở thành tàu dâu. Mà khi ta đi vào tấm Việt Nam là tàu cá. Như vậy tức là số có rất nhiều và nó biến đổi rất nhiều. Nhưng mà khi về tới miền Bắc á là thấy số không? Vì sao? Vì chẳng những là nó phong tỏa ở trong miền biển Việt Nam, nhưng mà trên tất cả tàu buôn đều có cài địch tại ở địa phương của nó. Cho nên nếu mà thấy ở Cà Mau mà cái tàu này, cái số này chắc hạn, nhưng mà khi nó đặt tàu hết, nó thấy ốc này là hỉ riết hết cả mang cái số này thì bảo thằng này đúng là vớ ở Cà Mau rồi. Cho nên rút số nó chẳng biết thằng nào. Đó là rút ngoài. Còn đối nội lắm. Tôi đã biết tôi ở cái tàu tốt tốt cả nè. Nếu khi tôi đi biển về, tàu đi khét tàu đi đỏ, mang số 41 ở đây, thì bạn á, sẽ thật thật là mới ở cái trường cạnh. Thì như vậy, lúc đó, anh nói, nhìn thấy cái tàu nào, cái tàu nào. Cho nên, người ta gọi bằng cái tên tiền nhất trước, tàu không tốt. Không số là con đặc nhở như này nhé. Không số không phải là không có số mà nó có rất là nhiều số biến đổi khôn lường. Đúng rồi. Chê bắt được. Tên là cũng bậc hồ nhiều con. Có một cái tên khi con về nhà đó là tên cung cơm. Nhưng mà ra có đường từ Hải Dương đi Cà Mau là có thể 90 cái tên. Nhưng mà khi về đến nhà có cái tên cung cơm của con là cái tên gì đó. Tên A, tên B gì đó. Còn cái tàu cũng vậy. Ông cũng về tới Hải Phòng là cái tàu 441. Nhưng mà đi từ Hải Phòng giờ vô đến Cà Mau là đúng loại số. Cái chuyến đầu tiên tối tối cũng sắp 70 hết rồi đó. Cái chuyến mà bị qua biển Đà Nẵng nó phát hiện lên xong là không. Bây giờ nói cái này. Trước hết phải nói cái này nhá. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước mà được tổ gọi tên mình để đi vào Nam chiến đấu là một quân dịch. Nhưng mà nếu gọi tên mình vào cái đoàn tàu của số nữa thì càng thấy nó bình thường. Thank you.
cái việc xây dựng phương pháp quy định. Thế thì học là tự chủ hãy có những cái sau đó thì cũng nói rồi khi nó một lần kiến thức cho thì mà được chủ không cần thiết bị để mà đi vào việt nam cái đó mỗi người tên mỗi người đều chiến sĩ và được gọi vào các nhà sách đó thấy là bất khủng tự hào. Nếu được được gọi tên về cái lọt đầu của xuống này thì đó là các bạn nhìn thấy là một cái lớn và tất cả mọi người khi về đây cái trò này đó đều xác định còn mình để có thể nhận cái chết duy nhất là tàu đó. Nó không phải như cái báo thời bây giờ mà tàu chúng ta cũng chịu đựng đúng không? Thì như vậy tức là khi ra biển rồi thì chỉ còn một cái rất đầu của nó. Cái chết thứ hai là tàu này vận chuyến chi viện cho chính phủ Việt Nam và các bến Việt Nam đã khi vào biển Việt Nam rồi tức là vào khu biển Pháp. Do đó cho đến khi nó phát hiện tàu này là tàu của Bắc Việt vận chuyến thì nó cũng như là trên máy bay đang chiến sổ chết. Chúng ta chỉ còn có chiến đấu đến cùng và không để cho vũ khí và con người của mình rơi vào tay mình. Và vì chiến tàu chúng tôi thường xuyên có một tấm nổ kéo dài từ mũi ra cái tàu ra và ba loại kiếp nổ, kiếp thứ nhất kiếp quan, kiếp thứ hai là kiếp điện, kiếp thứ ba là cầu. Như vậy cố gắng làm thế nào trong ba kiếp này đó cũng phải nổ về tàu, thì nếu không thì lấy tàu tất cả loại quý mặt của mình. Do đó cho nên là các chiến sĩ này đều còn chấp nhận. Bởi vậy cho nên nó có sự lan truyền là mỗi chuyến đi đều có tri điểm sống. Tri điểm sống như thế nào thì không phải là như vậy. Lúc bây giờ là có thành thờ tổ quốc, có cờ và có nhạc phi hội chiến sĩ sống, mà chỉ có một cái trong những căn phòng nhỏ hẹp, chỉ có một cái cờ treo lên và dưới đó có câu khẩu hiệu tức là để tiến đưa các đồng chí vào cái gì đó lên được và tiếp tục nhất đặc biệt là những năm đó các đồng chí ủy viên của chính trị của các đồng chí ở trung ương của bộ quốc phòng này đó được có, cho nên là cái bữa cơm đó có thể là bữa cơm tất tức là bữa cơm mà tất cả những loại thực phẩm đều là những loại thực phẩm đắt tiền khi đó dần dần một thời gian. Mà hỏi là tại sao lại tàu không tốt? Nhiều người không biết được đây. Nhưng mà tôi xin nói là tàu không tốt không có nghĩa là tàu không có tốt, là vì mỗi con tàu đều có số nhất định của nó. Nhưng mà để ngụy trang che mắt được trên tất cả các vùng biển, cho nên là tên tàu còn có các qua từ vùng biển từ vùng dưới, từ vùng dưới. Ví dụ khi tôi đi đến chỗ, một phạm vi của Trung Quốc, tôi đi qua phía Kim. Nhưng mà khi đi, khi biết là tàu dầu, thì tôi trở thành là tàu dầu. Mặc dầu tàu dầu của tôi là không hề thành công. Không có đường ống, tôi chỉ treo cái cờ lên, và chắc, tức là tàu này chở hết các, và treo cái nghĩa là một số kim. Như vậy tất cả các tàu khác, khi thấy cái đầu này, như vậy tôi có nghe thấy. Nhưng mà khi tàu đã biến thì thuộc về hải quân, thuộc về đó bắt nó rồi. Lúc giờ tôi làm chiếc tàu chặn tàu đánh cá, cái lưới của này tôi đưa lên, kéo tờ bảo vệ lên, bắn đầu khi mà thành công tiếp cận, tôi là cho anh em ra dùng những con cá khô, dùng phân khô rồi kéo lên, dùng một số đồng chí nữa dùng những người ván. Thế mà cuối cùng nó phải qua rồi lập tức trong đêm tôi bắt đầu đọc chung. Như vậy tức là gì? Cái nhiệm vụ của tôi không phải đấy. Vì cái tàu tốt chúng ta bị 12-17 thôi, nhưng mà của nó là 76-12 thôi. Cho nên là cái chuối của tôi là làm cho nó tránh được đưa tàu vào, đưa hàng vào. Như vậy cái không phải là cái đánh nhau của cái cách mở lưỡi đánh nhau cái không được. Chúng ta cần kiếm tập khúc 14 ngày.
Gió nhẹ có biết chăng, hỡi trời cao, hỡi đất mẹ, phố vũ rô bão giông quê hương ta đầy bóng giặc ngoại xâm. Các anh chị nào quá ngại tấm thân vì độc lập tự do, chẳng tiếc gì thương máu. Hỡi linh hồn những thủy binh toàn tàu không số, nặng lời thề quyết tử khi ra đi, dù phong ba bão tố có khá gì, sẵn sàng hy sinh cùng con tàu khi làm nhiệm vụ. Hỡi linh hồn các anh các chị, là du kích bộ đội địa phương hay dân công tiếng lửa, đói nhiều ngày ăn cái sung từ bữa, vẫn một lòng bám trụ kiên trung. Các anh chị đi xa khi tuổi đời còn rất trẻ, vào những ngày tháng 2 năm 1965, bom đạn bịt mù của Mỹ ngụy xâm lăng rút xuống Vũng Rô khi con tàu 143 bị lộ. Các anh chiến đấu kiên cường không bao giờ biết sợ, dù có thù nhiều lớp chục quân ta, trong đạn bom vẫn dũng cảm xông pha, chết trong tư thế tấn công làm kẻ thù khiếp sợ. Các anh đi rồi nơi quê nhà mẹ già tựa cửa, ở trong chồng phong nóng tiên cha, nỗi lòng đồng đội xót xa, người người thương tiếc quê nhà tí ấm. Nơi anh chị năm xưa ngã xuống đã bùng lên một cụm tượng đài, để hôm nay con cháu tự hào dâng hương tưởng nhớ đến người đi xa. Xin cầu nguyện các anh chị sớm siêu sinh tịnh độ, cõi niết bàn được sáng hiển linh, tấm gương liệt sĩ hùng anh đời đời ghi nhớ, liên mình biết ơn. Xin kính bái. Tạm biệt khu di tích lịch sử bến tàu không số Vũng Rô, anh em mình tiếp tục di chuyển đây. Một ngày vô cùng may mắn khi mà gặp được nhân chứng sống, thuyền trưởng con tàu 41 vận chuyển 3 lần vũ khí thành công về bến Vũng Rô. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả mọi người nhé, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.